Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết tuyệt từ và câu. Bài học ngày hôm nay mở rộng vốn từ cộng đồng, ôn tập câu ai làm gì. Sau tiết học này, các em sẽ nắm được cách mở rộng vốn từ theo chủ điểm cộng đồng, ôn tập kiểu câu ai, cái gì, con gì, làm gì. Bây giờ thầy mời các em vào bài tập 1. Dưới đây là một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng. Em có thể xếp những từ nào vào mỗi ô trong bảng phân loại sau. Cộng đồng có nghĩa là những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực gắn bó với nhau. Cộng tác là cùng làm chung một việc. Đồng bào là người cùng nòi giống. Đồng đội là người cùng đội ngũ. Đồng tâm là cùng một lòng. Đồng hương là người cùng quê. Vậy, yêu cầu bài tập 1, chúng ta làm gì nhỉ? Yêu cầu bài tập 1 là chúng ta đọc các từ và nắm được nghĩa các từ, sau đó chúng ta sẽ sắp xếp những từ vào mỗi ô trong bảng phân loại. Trong bảng phân loại được chia làm hai cột. Cột bên trái là chỉ những người trong cộng đồng. Cột bên phải là chỉ thái độ hoạt động trong cộng đồng. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các con. Các con chú ý nhé. Ví dụ, chúng ta có từ cộng đồng. Vậy thì cộng đồng ở đây là chỉ những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực gắn bó với nhau. Vậy thầy sẽ xếp từ cộng đồng vào cột những người trong cộng đồng. Thứ hai, chúng ta có từ cộng tác. Cộng tác là cùng làm chung một việc. Vậy thì từ cộng tác sẽ nằm ở cột thái độ hoạt động trong cộng đồng. Các con hãy chú ý các hình ảnh. Đây là hình ảnh nói về cộng đồng, là những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực gắn bó với nhau. Hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh về cộng tác, đó là tất cả mọi người cùng làm chung một việc. Ví dụ trong hình là các bạn học sinh đang chơi trò chơi kéo co, hoặc là các cô, các chú đang gói bánh chưng trong một hội thi nhân dịp chào xuân năm mới. Chúng ta thấy hình ảnh, đây là hình ảnh vua, tôi đoàn kết một lòng thề giết giặc, có nghĩa là họ cùng đồng tâm, cùng một lòng để đoàn kết, để đánh giặc. Còn đây là hình ảnh về đồng đội, nói về những người cùng đội ngũ. Ở trong thời chiến tranh hay trong thời bình thì chúng ta đều có những đồng đội, họ cùng chiến đấu với nhau để giành lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Còn bây giờ các con hãy dừng video và chúng ta sẽ sắp xếp những từ vào các cột. Đây là kết quả của thầy. Đồng bào, chúng ta sắp xếp vào cột những người trong cộng đồng. Đồng đội có nghĩa là người cùng đội ngũ, nên thầy cũng sắp xếp trong cột cộng đồng. Đồng hương là chỉ những người cùng quê, thì ở đây thầy cũng sắp xếp vào cột những người trong cộng đồng.
Đồng tâm là chỉ về cùng một lòng, nên thầy sắp xếp vào cột thái độ hoạt động trong cộng đồng. Ngoài ra thầy còn có những từ như đồng chí, đồng môn, đồng khóa là những từ thể hiện những người trong cộng đồng. Và những từ đồng tình, đồng cảm, đồng lòng là những từ chỉ thái độ hoạt động trong cộng đồng. Hy vọng qua bài số 1 này, các em sẽ nắm được các từ và hiểu nghĩa của các từ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 2. Bài 2, mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào và không tán thành thái độ nào? A. Chung lưng đấu cật. B. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. C. Ăn ở như bát nước đầy. Vậy yêu cầu của bài số 2 là gì? À, đó là chúng ta có 3 câu thành ngữ và tục ngữ. Em sẽ tán thành với thái độ nào và không tán thành với thái độ nào? Còn bây giờ thầy mời các em, chúng ta sẽ đi giải nghĩa những câu thành ngữ, tục ngữ nhé. Chung lưng đấu cật có nghĩa là sự đoàn kết, góp công, góp sức, cùng nhau làm việc và vượt qua khó khăn. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại có nghĩa là chỉ người sống ích kỷ, thờ ơ với khó khăn, hoạn nạn của người khác. Ăn ở như bát nước đầy có nghĩa chỉ những người sống có tình, có nghĩa với mọi người. Vậy bây giờ, các em hãy tạm dừng video và chúng ta hãy sắp xếp những câu thành ngữ và tục ngữ vào hai cột tán thành và không tán thành. Còn đây là kết quả của thầy. Ở cột tán thành, thầy có A. Chung lưng đấu cật. Ở cột không tán thành, thầy có cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. Và ở cột tán thành, thầy có ăn ở như bát nước đầy. Các con hãy cùng so sánh bài làm của mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang trò chơi đuổi hình bắt chữ. Trên hình, chúng ta thấy một chiếc lá to đang giang tay ôm những chiếc lá nhỏ và đang bị rách. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ điền vào dấu chấm để hoàn thành câu thành ngữ, tục ngữ. Vậy thì lá lành vì lá rách có nghĩa nhắc nhở chúng ta khi gặp người khó khăn thì những người họ có điều kiện sống tốt hơn, họ sẽ đùm bọc những người khó khăn trong những lúc họ gặp hoạn nạn. Tiếp theo trên màn hình, thầy có một chén cơm và một chiếc áo. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về câu thành ngữ tục ngữ này như thế nào nhé. Chúng ta sẽ điền những từ còn thiếu để hoàn thành câu thành ngữ tục ngữ. Cơm xẻ áo có ý nghĩa như thế nào? Đó là nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống cộng đồng, chúng ta phải biết nhường nhịn nhau và chia sẻ với nhau những lúc gặp khó khăn. Có thể hôm nay mình sẽ là những người thành công thì mình sẽ biết nhường cơm, xẻ áo, chia sẻ mọi điều khó khăn với những người đang gặp khó khăn. Để biết đâu sau này, khi cuộc sống theo dòng chảy, biết đâu chúng ta lại gặp khó khăn,
thì tất nhiên những điều mà chúng ta đã chia sẻ thì chúng ta sẽ được nhận lại là sự chia sẻ. Các bạn ạ, lá lành đùm lá rách hay nhường cơm sẻ áo, đó là nói lên tinh thần đoàn kết, yêu thương, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn và hoạn nạn trong cuộc sống. Chúng ta vừa tìm hiểu xong phần mở rộng vốn từ cộng đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với ôn tập câu ai làm gì ở bài tập số 3 và số 4. Bài 3, tìm bộ phận của câu trả lời câu hỏi ai cái gì, con gì, trả lời câu hỏi làm gì. A. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. B. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. C. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi. Vậy thì để làm được bài 3, các em phải đọc kỹ đề bài để xác định rõ xem bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai cái gì, con gì, và bộ phận nào trả lời cho bộ phận câu hỏi làm gì. Chúng ta sẽ đến với câu A. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Vậy thì từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi ai cái gì? Chúng ta hãy cùng tạm dừng video và thực hiện câu A, câu B, câu C vào vở. Và đây là kết quả của thầy. Câu A, đàn sếu đang sải cánh trên cao. Vậy thì từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi ai cái gì, con gì? Ở đây chúng ta đang nói đến con vật đàn sếu, là nói đến con vật, cho nên chúng ta có đàn sếu là con gì và đang sải cánh trên cao là làm gì. Câu B, sau cuộc dạo chơi đám trẻ, sau một cuộc dạo chơi đám trẻ ra về. Vậy đám trẻ ở đây là ai? Bởi vì đám trẻ chỉ về con người, và ra về là trả lời cho bộ phận làm câu hỏi làm gì. Câu C, các em tới chỗ ông cụ lễ phép hỏi. Vậy thì các em ở đây là trả lời cho bộ phận câu hỏi ai, và tới chỗ ông cụ lễ phép hỏi là trả lời cho bộ phận câu hỏi làm gì. Vậy là ở bài tập số 3, các em đã tìm được các bộ phận trả lời ai, cái gì, con gì, và các bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì trong bài tập 3. Vậy thì qua bài tập số 3, các em có thể rút ra được những từ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì sẽ chỉ người, đồ vật hoặc con vật, và những từ ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì chỉ hoạt động, để các em có thể đặt được câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm. Thì chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm. A. Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. B. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. C. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng. Vậy thì muốn đặt được cái câu hỏi đúng, chúng ta phải chú ý đến điều gì? Chúng ta phải xác định được bộ phận câu được in đậm trả lời cho câu hỏi nào, ai, cái gì, con gì hay làm gì. Bây giờ xin mời các em hãy tạm dừng video và làm vào vở của mình. Tiếp theo là đáp án của thầy. A. Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. Vậy thì trong câu A được in đậm, bộ phận được in đậm
là mấy bạn học trò. Vậy thì mấy bạn học trò là chỉ người, cho nên trả lời cho câu hỏi ai, ai là gì, nên câu hỏi của chúng ta đặt ra ở đây là ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. Lưu ý là chúng ta đầu câu chúng ta phải viết hoa và cuối câu chúng ta đặt dấu hỏi chấm. Câu B. Ở đây chúng ta thấy câu B thì bộ phận được in đậm là dẫn tôi đi mua vở chọn bút, là chỉ hoạt động nên câu hỏi chúng ta đặt ra là ông ngoại làm gì. Qua câu C, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng. Vậy bộ phận được in đậm là âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng. Vậy âu yếm là chỉ hoạt động nên bộ phận này sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì là mẹ tôi làm gì. Bây giờ các con hãy xem so sánh kết quả của mình và các bạn hãy nhanh tay sửa bài cho thật đúng nhé. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay mở rộng vốn từ về cộng đồng và ôn tập kiểu câu ai, cái gì, con gì, làm gì. Thầy hy vọng các em sẽ tìm thêm một số từ ngữ về cộng đồng và hoàn thành nốt những bài tập. Và tiết học ngày hôm nay chúng ta kết thúc. Xin cảm ơn các con.